chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ở kênh của bố con mình các bạn nhé. Video ngày hôm nay các bạn ạ, bố con mình lại chào đón thêm một thành viên mới gia nhập team của bố con mình các bạn ạ. Đây này, đó là bé Bia các bạn ạ. Bia. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Đây, bé Bia giúp ở đây các bạn ạ. Đây này. Đấy. Hôm nay bố con mình à. Hôm nay đón thành viên là bé Bia các bạn ạ. Đây, bé Bia 2 tháng tuổi nha các bạn nhá. Đấy. Mới gia nhập vào team của bố con mình các bạn ạ. Đấy, nhìn rất là cute. Không ai quê. Đấy. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn hay chưa? Mới 2 tháng tuổi thôi các bạn ạ. Đấy. Nên là nhìn rất là cưng nhá. Cưng luôn rồi các bạn. Nó còn ngủ với mình, nó giúp vào người mình, nó ngủ cả bạn ạ. Thấy chưa này mình. Các bạn nhìn thấy chưa? Này. Đấy, Bia này. Đấy, thấy chưa? Bia 2 tháng tuổi ở đây. Bia được 2 tháng tuổi. Thế nên là mặt cụ tê chứ các bạn ơi. Đấy, che mất cái phần mắt rồi. Che mất phần mắt rồi còn đâu. Đấy. Đúng rồi. Đấy, Bia là con đực các bạn ạ. Bia là con đực nha các bạn nhá. Đấy, dòng bút đồ size tili các bạn ạ. Đấy là bút đồ đấy, rất là cuốn người luôn. Nó còn nằm lên tay mình nữa cơ này các bạn này. Mình sẽ làm. Đấy, nó rất là cuốn người nhá, nó làm đấy, làm bên tay bạn xó và bạn lấm này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn cái mặt nó kìa. Đừng có nằm đè nó. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn cái mặt của nó này. Đấy. Đang mơ mơ hồn hồn để ngủ ấy các bạn. Đang chuẩn bị ngủ ấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Thấy chưa? Nhìn cái mặt của nó này, hay chưa? Hay chưa? Ôi nhìn này. Ôi trời. Đấy nó mặt ngủ này. Ấy. Đấy, nằm lên tay của bạn sò này, các bạn nhìn chưa? Đấy, nhìn đáng yêu chưa? Nó mặt này. Che mất cái mặt rồi. Làm kìa. Nhìn nó làm kìa các bạn ơi. Trông ngược đôi. Các bạn kìa, nhìn làm kìa. Ơi, nhìn làm kìa. Nó ngủ chết đi luôn rồi các bạn ạ. Ờ. Đấy lắm nha. Lấm từ ngồi dậy nào, lấm từ ngồi dậy nào. Nhìn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Này. Đấy. Bây giờ tất cả đứng dậy đi, lấm và sò đứng dậy đi. Xem phản ứng của Bia nào nào. Xem phản ứng của Bia xem nào, xem Bia có làm được không nhá. Đi ra ngoài nào. Đấy, giờ thử đi nhá, đi ra ngoài xem phản ứng, xem có làm không nhá. Bia. Ok. Các bạn nhìn thấy chưa? Nghe kìa. Đấy nhìn. Nằm như giả chết luôn các bạn ạ. Nằm như giả chết luôn các bạn. Bố con mình thì giả vờ để định đi ra ngoài để xem phản ứng thế nào, làm vẫn như bất động luôn. Bất động như không có chuyện gì xảy ra luôn các bạn ạ. Đấy. 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 Rồi. À cái chân này trắng muốt luôn này. Trắng muốt luôn cái tay bên này cũng thế này, trắng muốt luôn. Chân. Đấy, bàn chân này trắng chưa? Các bạn nhìn chưa? Các bạn ơi, các bạn không biết đâu Bia các bạn nhảy điệu cha 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 đấy các bạn. Nào đi ra. Điệu cha cha cha. Đâu? Điệu cha 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 đi ra để cho. Mua lên đi. Rồi mua lên cho Bia xem nào. Từ từ, cẩn thận. Mở ra thế. Mở ra đi. Rồi. Đấy, sởi đội mũ nào. Chơi đội mũ, không sợ mưa rồi. Yeah. Đội thế làm sao mà ấy được. Đây này. Bố buồn ngủ buồn đội luôn. Ngủ buồn đội. Yeah. Ô, buồn ngủ. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn Bia trình diễn này. Điều cha cha cha. Ơ nhịp điều cha cha cha. Yeah. Đội mũ lên, đội mũ lên. Cha cha cha. Bia đã lên sàn đấu và nhảy một điệu. Nhị điếu cha cha cha. Đây là cái mũ này. Ơi nhị điếu cha cha cha. Cái mũ lên. Bảnh trai luôn này. Trai ra hơn này. Bảnh trai hơn xưa luôn. Sợi. Các bạn hãy đăng ký kênh thì hãy ấn like và đăng ký cho bố con mình và ấn vào nút chuông nha. Đấy, thấy chưa? Mũ nhị điếu cha cha. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn bé Bia này. Đấy. Đừng có hôn nó. Của team bố con mình này, nhìn đẹp chưa? Vẫn thiếu. Chúng mũi nó này các bạn này. Con tê của mình các bạn ơi, các bạn không biết đâu, con Bia nó mà lớn lên nó có người yêu đấy. Đúng rồi. Bia nó
bạn 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 gái chứ. Bạn gái. Lớn lên là Bia, lớn lên là Bia sẽ có bạn gái nào? Chị lấm cho em sò béo tí đi. Đây này, cái đuôi của nó này. Đây là cái đuôi của nó. Cái đuôi này, cái đuôi một chúm một cục lông. Đẹp đẹp. Cái lông nó chẳng có cái đuôi. Nhịp đẹp. Nhịp đẹp. Đấy, cái mặt này. Thả ra nào. Thả ra. Không, không cho lên thế. Đừng thả nó xuống dưới. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn bé Bia này. Mặc cái bộ ấy, bé Bia chỉ thích giúp thôi. Nó giúp mọi người con. Tại vì nó đang vẫn còn nhỏ các bạn ạ. Nó đang còn nhỏ. Đấy. Nên là rất thích là giúp nha các bạn nhá. Các bạn ơi, mình nằm mà con Bia nó giúp mọi người mình nó nằm. Con Bia ơi, không ra với anh. Đấy, nhìn kìa, thích chưa? Con bé Bia bố. Chị lắm. Ngủ à? Úi giời. Các bạn nằm ngủ à? Đấy. Các bạn yêu quý bố con mình với cả bé Bia thì hãy cho bố con mình xin một like, một share và một nút đăng ký ở phía bên dưới này nhé các bạn nhé, để ủng hộ cho kênh của bố con mình các bạn ạ. Còn bây giờ bố con mình xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau của bố con mình. Các bạn ơi, con Bia nó không chào mà nó chúc Bia nó ngủ. Thôi nha, bye bye nha.